Vợ ơi là vợ, tức chết đi được. Vợ ơi! Cái gì vậy chồng? Em về rồi hả? Có chuyện gì vậy? Anh bị sao hả? Anh không có sao hết á. Anh phải là người hỏi em câu đó đó. Em có bị sao không? Sao anh nạt em vậy? Có chuyện em nói gì? Thật cho anh biết đi. Có chuyện gì từ từ nói đi anh. Cái này là cái gì? Em giải thích coi. Cô phải nghĩ cho anh. Anh là con một trong gia đình, anh phải có người nối dõi. Tại sao lúc nào cũng bàn tới chuyện có con lại em bàn ra? Hay là em không muốn có con? Em lo ngại điều gì? Vợ chưa chuẩn bị tâm lý. Cái đó tâm lý rất là quan trọng. Bao nhiêu năm rồi? Vợ muốn bao nhiêu năm? Không là cưới nào 10 năm, 20 năm mới có con. Lúc đó hai đứa già hết rồi, đi lụm khổm hết rồi, chống gậy đi, mất đẻ ra đứa con hả? Không tin được. Không thể nào tin được. Có cái gì đâu mà chồng không tin. Em đọc thử coi. Trời ơi, trên đường đi em đọc cho chồng nghe mấy chục lần rồi còn gì nữa. Chính vì vậy anh mới không tin. Em thấy không? Kết quả thì rõ ràng hai vợ chồng mình chức năng sinh lý vẫn bình thường. Vậy thì anh thử hỏi coi tại sao đến bây giờ hai vợ chồng mình vẫn chưa có tin vui. Trời ơi, cái đó anh hỏi em sao em biết được? Cái đó phải đợi từ từ chứ anh. Anh mà nôn nóng á là sôi hỏng bỏng không đó. Anh hay... có biết cái công việc biên tập nó phức tạp đúng không? Ngày nào cũng phải nặng đầu ra suy nghĩ hết. Có bao giờ mà em... Đủ rồi. Đó lý do là em không muốn mang thai đúng không? Em không muốn làm tròn nhiệm vụ của em. Em không muốn làm tròn bổn phận. Em không muốn làm mẹ. Nhưng anh thích làm cha. Anh muốn có con. Nếu không hợp nữa thì thôi, ly dị đi. Anh nói gì vậy? Anh nói ly dị đi. Vợ mình mãi nắm tay chồng hai vợ anh. Một gia đình mãi.